À, để làm được COP21 các bạn cần chú ý cho thầy gì ạ? OH đính vào K bình thơm thì nó là phenol, đúng không? OH đính vào K bình thơm thì là phenol. Còn lại OH mà đính vào K bình no thì nó là alcohol. Ok chưa? Một là phenol nên là alcohol thơm là sai. Được chưa? 1, 2 và 3 chúng ta đều có chung công thức là C7H8O. Cái này là đúng. 4 là alcohol thơm đúng, bởi vì OH đính vào K bình no. 1 và 3 là OH đính vào K bình thơm nên nó là gì ạ? Nó là phenol. Đúng nhá. Sai, đúng, 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 chính xác. Được chưa? Sai, đúng, 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 chính xác. Rất tốt nhá.